Từ xưa đến nay, thể loại phim hình sự luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả so với các thể loại phim Việt Nam khác. Mỗi bộ phim hình sự đều mang đến cho người xem những giây phút gay cấn hồi hộp khi theo dõi những bước chân của những chiến sĩ công an trên hành trình phá án tìm lại công lý. Dưới đây là danh sách những bộ phim cảnh sát hình sự Việt Nam được nhiều khán giả yêu thích nhất mà Blog Giải Trí đã tổng hợp. Bạn đã xem những bộ phim nào rồi? Một, Cảnh sát hình sự: Nước mắt của mẹ 1997. Cảnh sát hình sự là loạt phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam và cũng là phim đầu tiên về thể loại hình sự được phát sóng. Nối tiếp với phần đầu mang tên Ngược dòng cái chết, bộ phim Nước mắt của mẹ đã đưa loạt phim cảnh sát hình sự lên một tầm cao mới. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống và hoạt động của những tên trùm xã hội đen như Triệu, Quất và Bắc Đại Bàng. Bộ phim thu hút người xem bằng những diễn biến kịch tính trong quá trình điều tra của cơ quan công an, đồng thời khám phá một góc nhìn khác về cuộc sống của những tên tội phạm. Trong series cảnh sát hình sự này có sự tham gia của nhiều diễn viên tài năng như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, nghệ sĩ ưu tú Hoa Thúy, nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam và nghệ sĩ ưu tú Văn Báu. Đặc biệt, vai cảnh sát Chiến Lãng Tử do nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam đảm nhận đã ghi nhiều dấu ấn đặc biệt từ phía khán giả và trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái thời kỳ đó. 2. Cảnh sát hình sự: Cổ cồn trắng 2002. Cổ cồn trắng bao gồm 2 phần, với cốt truyện chủ yếu lấy cảm hứng từ các tình tiết trong vụ án nổi tiếng liên quan đến trùm xã hội đen Năm Cam. Bộ phim hình sự Việt Nam hay nhất này không chỉ tập trung vào hành trình phá án đầy gian nan mà còn khám phá ra những khoảng tối tiềm ẩn dưới cuộc sống sôi động vào những năm 2000. Trong phim, vai diễn của ông trùm Tiên Chỉ, nhân vật được lấy hình tượng từ Năm Cam trong đời thực do cố nghệ sĩ Tú Hồng Đức đảm nhận, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nhớ về vai diễn này, nghệ sĩ Tú Hồng Đức từng chia sẻ rằng sau khi bộ phim phát sóng, ông thường bị người dân trên đường phố nhận ra. Mặc dù ông luôn khẳng định rằng chỉ đóng vai Tiên Chỉ, nhưng tất cả khán giả đều gọi ông là Năm Cam. 3. Cảnh sát hình sự: Chạy án 2006-2008. Hai phần của bộ phim Chạy án đã được công chúng đánh giá là thành công nhất trong series cảnh sát hình sự. Bộ phim này dựa trên một loạt vụ án có thật, trong đó nổi bật là vụ án của Nguyễn Hồng Sơn Tần. Chạy án đã mạnh mẽ vạch trần những vấn đề nhức nhối trong xã hội như hành vi tham nhũng, rửa tiền của nhiều băng đảng và vấn đề mại dâm. Trong bộ phim, nhân vật Cao Thanh Lâm do diễn viên Việt Anh thể hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Cao Thanh Lâm, con trai Thứ trưởng Bộ Kinh tế, là một chàng công tử ăn chơi, mê gái và nghiện ngập. Vai diễn này đã đưa tên tuổi của Việt Anh lên đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất. Anh đã thể hiện một cách xuất sắc hình ảnh ăn chơi và nghiện thuốc của nhân vật Cao Thanh Lâm. Sự thành công của Việt Anh trong 2 phần Chạy án đã giúp anh được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Mai Vàng 2008 trong hạng mục Nam diễn viên điện ảnh truyền hình. Nhiều năm sau, khi nhắc đến Việt Anh, khán giả vẫn ghi nhớ Cao Thanh Lâm như một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của anh. 4. Người phán xử 2017. Bộ phim hình sự Việt Nam hay nhất này đã được Việt hóa từ kịch bản của Israel và xoay quanh cuộc sống của Phan Quân, cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đóng, một ông trùm trong thế giới ngầm, ngụy trang là một doanh nhân thành đạt. Con trai của ông, Phan Hải, Việt Anh, cậu quý tử ngông cuồng, mê gái và thường gây ra những rắc rối. Phan Quân cũng có một đứa con trai riêng là Lê Thành, Hồng Đăng, một nhà tâm lý học tài ba và điềm tĩnh. Sự xuất hiện của Lê Thành đã đảo lộn cuộc sống của gia đình họ Phan và khiến anh dần bị cuốn vào thế giới ngầm, khó lòng thoát ra. Phim kết thúc với việc Phan Quân, Phan Hải và các thành viên liên quan đến tập đoàn Phan Thị của ông trùm đều bị bắt giữ. Bộ phim phát sóng vào năm 2017 và đã tạo ra cơn sốt trong cộng đồng khán giả Việt Nam nhờ vào nội dung mới mẻ, tình tiết hấp dẫn và gay cấn. 5. Mê cung 2019. Sau cơn sốt của Người phán xử, bộ phim Mê cung được ra mắt và tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, bộ phim này không chỉ đơn giản là cuộc đấu trí giữa công an và tội phạm, mà còn là cuộc đấu sức giữa các thế lực trong xã hội. Bộ phim được đạo diễn bởi Khải Anh và Trần Trọng Khôi, bao gồm 4 phần: Chuyên án Fedora, Chuyên án Lê Vương, Băng Thanh Động, Dương Vô Diện, Chuyên án Hội Ác La và Fedora Vượt Ngục, Chuyên án David Tâm. Gia diễn viên của phim cũng đã nhận được sự đánh giá cao nhờ diễn xuất ấn tượng như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Việt Anh, Hồng Đăng và Doãn Quốc Đam. 6. Bão ngầm 2022. Bộ phim Bão ngầm do Đinh Thái Thụy đạo diễn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung tá Đào Trung Hiếu. Phim xoay quanh cuộc hành trình điều tra và khám phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia dưới lớp ngụy trang là chủ tịch của một tập đoàn kinh tế lớn. Từ kết quả của một trận đánh lớn, ban chuyên án đã phát hiện ra nguồn sản xuất ma túy trong nước. Lực lượng phá án đã lần theo dấu từ những thông tin mơ hồ, rời rạc để tiếp cận tên trùm ẩn mình dưới danh phận một doanh nhân, điều hành mạng lưới sản xuất và buôn bán ma túy quy mô lớn từ Việt Nam ra nước ngoài. Phim không chỉ thể hiện cuộc đấu tranh ác liệt, đầy căng thẳng và mưu lược của lực lượng công an đối với tội phạm, mà còn đề cập đến cuộc chiến nội bộ và tâm lý của những người lính khi họ đứng trước sự lựa chọn giữa trung thực và giả dối, liêm chính và tha hóa, phụng công và tư lợi. Đây là những cơn bão không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên đây là danh sách những bộ phim hình sự Việt Nam xuất sắc mà bạn không nên bỏ lỡ. Nếu bạn là người hâm mộ thể loại này, chắc chắn phải thưởng thức những tác phẩm đặc sắc đó nhé! Chúc bạn có những khoảnh khắc thú vị và vui vẻ khi xem phim!